Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Mark Home. Tại đây thì chúng tôi sẽ giới thiệu những mẫu nhà do Mark Home thiết kế để phục vụ nhu cầu theo dõi của quý vị và các bạn. Những mẫu thiết kế này thì được thực hiện tại văn phòng của Mark Home. Ngoài ra thì chúng tôi còn có các showroom để quý vị có thể tham quan theo dõi trực tiếp. Chúng tôi có các cơ sở trên khắp cả nước. Ở miền Bắc chúng tôi có địa chỉ tại 180 Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ở miền Nam chúng tôi có địa chỉ từ 162 đến 164 Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì Mark Home còn đang xây dựng văn phòng mới tại Hà Tĩnh cũng như là Cần Thơ để thuận tiện hơn cho quý vị có địa chỉ tại miền Trung cũng như là các tỉnh miền Tây. Với quy trình thiết kế một bộ hồ sơ theo một cách chuyên nghiệp bài bản thì tất cả các nội dung trong bộ hồ sơ sẽ được phụ trách bởi các phòng ban khác nhau và theo một trình tự nhất định. Như quý vị đang thấy ở đây chính là các phòng ban đang thực hiện công việc chuyên môn của mình để làm sao có thể tạo ra một bản hồ sơ chuẩn chỉ nhất để gửi tới khách hàng như ở đây. Với mỗi bộ hồ sơ chuẩn chỉ như thế này thì chúng ta sẽ bao gồm quy trình hướng dẫn sử dụng như ở đây. Bên cạnh đó là các thông tin về khuyến mãi giảm giá của Mark Home. Tiếp theo sẽ là một bản dự toán, trong đây thì sẽ đầy đủ các thông tin về chất liệu, số lượng cũng như là giá thành để quý vị có thể nắm rõ được trong quá trình xây dựng. Và cuối cùng là hai bộ hồ sơ được in giống nhau để quý vị có thể sử dụng cũng như là lưu trữ. Sau khi nhận được một bộ hồ sơ thiết kế như thế này thì quý vị có thể ký hợp đồng để thi công trọn gói với Mark Home. Còn nếu như trong quá trình quý vị muốn tự thi công thì Mark Home cũng sẽ hỗ trợ 3 đến 5 lần giám sát để công trình của quý vị có thể đảm bảo chất lượng tốt nhất. Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng đi tới mẫu thiết kế của ngày hôm nay. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, có rất nhiều vị khán giả đã đặt ra câu hỏi rằng là vậy thì mái Nhật có kết hợp với cả là phong cách tân cổ được hay không? Hay là những công trình nhà một tầng có nên làm với cái phong cách tân cổ hay không? Thì ngày hôm nay Mark Home sẽ giới thiệu luôn cho quý vị rằng là điều đó là hoàn toàn có thể thiết kế và thi công nhé. Bởi vì là ở đây chúng ta sẽ có một công trình đã được thiết kế cho gia đình chú Văn có địa chỉ tại Nam Định rồi. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng là cái ngoại thất nó rất là đẹp. Và đối với một tầng như này thì phía bên trong công năng nó cũng vẫn đảm bảo được cái nhu cầu sử dụng. Và đây như quý vị có thể thấy rằng là cái việc mà kết hợp giữa phong cách tân cổ với cả mái Nhật thì nó sẽ có rất là nhiều những cái ưu điểm mà lát nữa tôi sẽ phân tích cho quý vị. Và đây chỉ là một trong những công trình tiêu biểu thôi, còn ngoài ra vị quý vị vẫn có thể tìm hiểu trên các kênh thông tin trực tuyến của chúng tôi. Ở đây chúng tôi có thường xuyên cập nhật những cái chương trình ưu đãi khuyến mãi giảm giá để có thể tri ân tới khách hàng. Ví dụ như hiện tại chúng tôi đang có ngập tràn quà tặng cho 200 khách hàng đầu tiên khi ký hợp đồng thiết kế từ 23 tháng 11 năm 2023 đến 23 tháng 2 năm 2024, bao gồm là một gương LED cao cấp thương hiệu Mark Home, một bộ lịch Tết 2024, 10 bộ đèn downlight thương hiệu Mark Home và giảm giá 40% khi mua thiết bị vệ sinh thương hiệu Mark Home. Và ngoài ra chúng tôi còn có một kênh thông tin trực tuyến khác là trang web markhomegroup.vn. Tại đây chúng tôi cũng sẽ thường xuyên cập nhật những cái chương trình khuyến mãi như vậy. Ngoài ra nữa bên trên còn có những cái thanh công cụ để quý vị có thể tìm hiểu về những mẫu nhà đẹp một cách dễ dàng hơn. Ví dụ như là về những cái mẫu nhà thiết kế nhà vườn này, nhà cấp 4, mẫu nhà ống hay là nhà hiện đại, nhà biệt thự nữa. Và ngoài ra chúng tôi cũng sẽ cập nhật những cái mẫu công trình mà đã hoàn thiện rồi hay là những công trình mà đang thi công để quý vị có thể nhìn nhận một cái cách trực quan và sinh động nhất về cái công trình từ khi chúng ta lên cái bản vẽ thiết kế này, thi công cho tới hoàn thiện công trình. Và ngoài ra nữa có một cái điều đặc biệt ở trang web này là chúng tôi sẽ cập nhật cái kinh nghiệm cẩm nang xây nhà cũng như là về những cái kinh nghiệm phong thủy để quý vị có thể tự mình tra khảo tìm hiểu xem là chúng ta nên xây dựng ngôi nhà theo như thế nào là hợp lý và tốt nhất với cái đời sống phong thủy của gia đình. Và ngoài ra chúng tôi còn có một kênh thông tin trực tuyến nữa, đó chính là kênh YouTube với số lượng người đăng ký khá là lớn, lên tới 135.000 người đăng ký. Và ở đây chúng tôi cũng sẽ thường xuyên cập nhật những cái mẫu công trình hay là những quá trình chúng tôi đi thanh tra giám sát hoặc là những cái mẫu công trình thực tế mà chúng tôi sẽ về trực tiếp tại địa bàn để chúng tôi review cho quý vị. Và ở đây chúng tôi cũng sẽ có một cái hệ sinh thái Mark Home các kênh YouTube như vậy. Ở đây thì có kênh nhà đẹp Mark Home với số lượng là 1,57 triệu người đăng ký, kênh Lâu Đài Việt và kênh Min Home nhà giá rẻ là hai kênh mà chúng tôi vừa mới ra mắt. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật về những cái mẫu công trình nó cụ thể về từng cái loại hình. Ví dụ như là Lâu Đài Việt thì chúng tôi sẽ cập nhật những mẫu công trình đồ sộ, sang trọng và hiện đại giống như là những tòa lâu đài hay là những ngôi biệt thự rất là to lớn ở Việt Nam để quý vị có thể theo dõi. Hay là kênh Min Home nhà giá rẻ này thì cũng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm theo dõi quý vị rồi, chỉ sau một vài tháng ra mắt thôi cũng đã nhận được số người đăng ký lên tới 1,51.000 người rồi. Và tại đây chúng tôi cũng sẽ thường xuyên cập nhật những mẫu công trình nhà giá rẻ, nhà mà có chi phí đầu tư nó vừa phải, nó hợp lý cho những cái công trình mà chúng ta sẽ đầu tư, ví dụ như là nhà hiện đại này, mái Nhật hay là mái bằng với một cái lối thiết kế nó đơn giản gọn nhẹ cho gia đình.
Và ngoài ra nữa, chúng tôi sẽ có những kênh ví dụ như là Kỹ sư Trí Thanh, là cập nhật những cái quá trình chúng tôi sẽ đi thanh tra giám sát những công trình. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp luôn những cái dịch vụ về thanh tra giám sát công trình cho quý vị nhé. Ở đây chúng tôi cũng sẽ có một fanpage Facebook với tên là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Bắc Hôm, với số lượng người đăng ký là 64.000 người theo dõi. Và ở đây chúng tôi cũng sẽ thường xuyên cập nhật những mẫu công trình mới dành cho quý vị. Ở đây là những mẫu công trình mà chúng tôi vừa mới hoàn thiện xong, hoặc là những mẫu công trình mà chúng tôi đang trong quá trình thi công, để quý vị có thể theo dõi một cách dễ dàng nhất. Hay là trên này chúng tôi cũng sẽ cập nhật những cái thông tin về lễ khởi công hay là bàn giao cho gia đình. Đây, như quý vị có thể thấy, những công trình khá là đẹp đó, thì quý vị có thể nhắn tin trực tiếp qua fanpage này, hoặc là có thể liên hệ qua các số hotline mà chúng tôi đặt trên các đầu của trang web, ví dụ như là 092 924 5555, 092 774 8888, 092 499 999. Và ngoài ra quý vị cũng có thể đến tận trực tiếp tại trụ sở của Mac Home, có địa chỉ trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Ví dụ như tại miền Bắc, chúng tôi có địa chỉ tại số 180 Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tại miền Nam thì chúng tôi có địa chỉ tại số 162 đến 164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tại miền Trung, chúng tôi có địa chỉ tại số 287 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Tại các tỉnh Tây Nguyên thì chúng tôi có địa chỉ tại số 34 QL14, xa Hòa Khánh, thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Và tại Bình Dương, chúng tôi có địa chỉ tại 578H8 tổ 6, ấp Phú Thuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ có Mac Home tại các tỉnh miền Tây, tại địa chỉ đó chính là số nhà L2701, khu dân cư Ngân Thuận, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Như vậy là quý vị cũng đã có thể nhận thấy quy mô của Mac Home đã trải rộng trên khắp mọi miền của Tổ quốc rồi. Nó sẽ giúp cho quá trình chúng tôi sẽ cung cấp những cái nguồn cung vật liệu một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn. Ngoài ra nữa, chúng tôi cũng sẽ tư vấn cho quý vị một cách dễ dàng hơn, trực tiếp hơn. Và khi mà quý vị đến tham quan các trụ sở ấy, thì quý vị còn được tham quan tất cả những cái showroom. Ở đây thì chúng tôi sẽ trưng bày những cái trang thiết bị vệ sinh hay là những vật liệu mà do Mac Home sản xuất và phân phối độc quyền. Cái điều đó cũng sẽ giúp cho cái quá trình thi công của quý vị sẽ hạn chế được rất nhiều những cái chi phí mua sắm những cái thiết bị điện nước như thế này. Bởi vì là chúng ta sẽ hạn chế được rất nhiều những cái chi phí giao thương buôn bán. Ví dụ như là một cái thùng sơn quý vị ra một cửa hàng mua là sẽ phải trải qua rất nhiều những cái cấp buôn bán trung gian rồi. Đó, và qua mỗi cái cấp đó chúng ta sẽ mất khoảng tầm từ 10 đến 15 chi phí cho mỗi cấp. Nó khiến cho cái giá thành vật liệu để xây dựng công trình nhà chúng ta nó bị đội lên rất là nhiều. Thay vào đó, quý vị lựa chọn một đơn vị có thể cung cấp được những cái nguồn cung vật liệu trực tiếp như là Mac Home chúng tôi, thì quý vị sẽ được nhận cái giá thành từ nhà máy sản xuất đến công trình của quý vị luôn. Chúng ta sẽ hạn chế được rất nhiều những cái giá thành vật liệu. Đó, đây cũng chính là một cái điều tự hào của Mac Home. Và ngoài ra nữa thì Mac Home cũng sẽ có cung cấp những cái dịch vụ phong thủy, bao gồm là tư vấn phong thủy chuyên sâu này, phong thủy theo tuổi, dịch vụ phong thủy những cái thước lô ban nữa, để có thể nghiên cứu sự ảnh hưởng của hướng gió, hướng khí, mạch nước đến đời sống tài lộc của gia chủ. Được rồi, cùng quay trở lại với công trình chính của chúng ta ngày hôm nay, thì như đã giới thiệu với quý vị rồi, rằng công trình này đã được thiết kế khá là đặc biệt khi mà kết hợp giữa phong cách tân cổ với cả là nhà mái Nhật một tầng. Đó, thì cái phong cách tân cổ nó sẽ giúp cho ngôi nhà chúng ta có một cái vẻ đẹp nó truyền thống hơn, nó giống như là những ngôi nhà cổ xưa, những cái chi tiết giống như là những tòa lâu đài vậy. Đó, thì khi mà chúng ta làm ngôi nhà một tầng, nó sẽ mang một cái hiệu ứng nó giống như là những cái ngôi nhà ngày xưa vậy. Thì dù là chúng ta làm ngôi nhà một tầng nhưng mà có thêm những cái đường nét uyển chuyển và mềm mại như thế này, nó sẽ giúp cho ngôi nhà của chúng ta nhìn có một cái vẻ đẹp hài hòa hơn. Và đây chỉ là một cái góc cạnh của mặt tiền thôi. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu qua tất cả những cái bản vẽ 3D ngoại thất của công trình, qua tất cả những cái góc cạnh khác nhé. Đây cũng là về phía mặt tiền của công trình này, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn thấy thêm cái góc bên phải của công trình nữa, sẽ bao gồm là những cái cửa sổ có những cái hệ G, nó mang cái phong cách tân cổ như cái mặt tiền luôn. Đây là về phía mặt bên này, cũng sẽ có cái cửa phụ để đi ra một cái lối đi phụ ở phía bên cạnh. Đây là về cửa hậu này. Từ đây chúng ta cũng có thể nhận thấy rõ ràng cái nét đặc điểm của cái ngôi nhà hệ mái Nhật. Ở đây chúng ta cũng đã được thiết kế rất là đẹp, bởi vì là sẽ có những cái lớp mái lớn, mái nhỏ nó trùng điệp với nhau, tạo ra một cái hiệu ứng, nó sẽ giúp cho ngôi nhà chúng ta không bị trống trải phía bên trên mái. Thậm chí là với một cái mảng mái lớn phía bên này, chúng ta cũng sẽ có thêm những cái chuồng chim nữa. Chuồng chim giả như này thì chúng ta sẽ có cái khoản đầu tư chi phí khoảng tầm từ 15 đến 20 triệu nữa, thì nó cũng sẽ có thể đem lại rất nhiều những cái ưu điểm cho cái giao diện. Đây, về trực diện phía bên trên nhìn xuống, chúng ta sẽ nhận thấy rằng là cái phần mái sẽ có một cái độ dốc nhất định để nó
sẽ hạn chế cái sự tồn động của nước mưa, dù cho là những cái mảng mái lớn, mái nhỏ hay là cho những cái mái ở chuồng chim thì nó sẽ đều có một cái độ dốc như vậy. Ở đây thì chúng ta sẽ khắc phục được hoàn toàn những cái hạn chế của một ngôi nhà hệ mái bằng nhé. Thứ nhất là về cái việc là bị ứ đọng nước mưa phía bên trên mái. Nếu như mà ngôi nhà chúng ta xây dựng ở những cái vùng nào mà nó mang những cái mùa mưa kéo dài như là miền Nam chúng ta chẳng hạn, vào mùa khô thì sẽ rất là khô hạn, còn vào mùa mưa thì nó sẽ có những cái ngày mưa kéo dài. Thế nên là chúng ta khi mà làm một cái hệ mái mà không quan tâm nhiều đến cái vấn đề là có độ dốc này hay là chống thấm nó hiệu quả thì nó sẽ rất dễ xảy ra cái tình trạng là bị thấm này, bị dột hay là bị nứt vỡ. Còn nếu như mà chúng ta làm những cái ngôi nhà hệ mái có cái độ dốc tự nhiên như là nhà mái Nhật này, nhà mái Thái hay là nhà mái Hoàn Sát thì mặc định nó đã có thể khắc phục được những cái hạn chế của cái việc tự tủ động nước mưa rồi. Và cái đặc điểm thứ hai của ngôi nhà hệ mái Nhật đó chính là nó sẽ tạo ra một cái lớp không gian đệm để có thể cách nhiệt rất là hiệu quả giữa phần bên trên mái với cả là cái lớp đổ chấn bê tông của chúng ta. Nó sẽ giúp cho ngôi nhà chúng ta không bị oi bức, khó chịu ngột ngạt nếu như mà vào những ngày hè nắng nóng ấy, cái ánh mặt trời nó chiếu thẳng vào mái thì cái lớp không gian đệm này nó sẽ trở thành một cái lớp cách nhiệt hiệu quả rồi. Cái toàn bộ những cái nhiệt năng đó nó sẽ được hấp thụ ở phía bên trên mái, nó sẽ không truyền tải qua cái lớp đổ chấn bê tông hay là nó sẽ xuống cái không gian sống phía bên dưới ngôi nhà. Đặc biệt là với cái ngôi nhà một tầng như thế này, nếu như mà chúng ta không làm những cái biện pháp chống nóng hiệu quả ấy, thì dù cho chúng ta ở cái không gian nào trong ngôi nhà đi chăng nữa thì cũng sẽ cảm giác là bị oi bức, bị ngột ngạt khó chịu. Đó chính là cái việc chúng ta đầu tư cho một cái ngôi nhà hệ mái Nhật như thế này là hoàn toàn hợp lý rồi. Mà ngôi nhà hệ mái Nhật so với những cái nhà mái khác như là nhà mái Thái, nhà mái Man Sát thì nó lại có một cái chi phí đầu tư nó rẻ hơn rất là nhiều, bởi vì là sẽ không cần phải đầu tư quá là nhiều cho những cái vì kèo, mái ngói hay là những cái chi phí nhân công xây dựng hay là trong cái quá trình xây dựng ý, thì nó sẽ nhanh chóng hơn, không bị kéo dài cái khoảng thời gian thi công ra. Và thay vào đó chúng ta sẽ sử dụng những cái chi phí đó để đầu tư thêm cho những cái chi tiết tân cổ phía dưới công trình thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đây là về cái chỉ định màu sơn cho công trình. Thì ở đây chúng ta đang sử dụng hai cái màu sắc chính, đó chính là màu trắng kết hợp với cả là những cái màu gam màu ấm nữa. Và ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có cái gam màu của màu mái. Đó, tất cả những cái gam màu này chúng ta sẽ đều được sử dụng với những cái mã sơn khác nhau để có thể lựa chọn cho công trình rồi. Nó sẽ giúp cho công trình đồng nhất cái màu sắc từ trong cái bản vẽ thiết kế ra phía ngoài công trình. Được rồi, cùng quay trở lại với cái sảnh chính của công trình thì chúng ta sẽ cùng phân tích cụ thể hơn về những cái yếu tố, những cái chi tiết để cấu thành nên một cái công trình hoàn hảo như thế này. Thứ nhất là về cái phong cách tân cổ nó kết hợp với cả hệ mái Nhật thì nó sẽ có những cái ưu điểm vượt trội. Thứ nhất là về phong cách tân cổ kết hợp với cả hệ mái Nhật thì nó sẽ có một cái vài cái ưu điểm, bởi vì là hệ mái Nhật nó sẽ có một cái phần mái đua ra thì chúng ta sẽ rất dễ lắp đặt những cái hệ thống đèn downlight ngay phía dưới cái phần mái đua ra như thế này. Nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng rất là đẹp vào ban đêm khi mà nó sẽ chiếu xuống cái những cái chi tiết tân cổ của ngôi nhà, kết hợp với cả là những cái ánh đèn vàng nữa hay là phía bên trên này chúng ta cũng sẽ có những cái ốp đá, ốp gạch là nó có cái màu gam màu ấm. Đó, nhìn ngôi nhà chúng ta sẽ mang đặc trưng của một cái phong cách tân cổ luôn, và nó sẽ giúp ngôi nhà chúng ta nhìn nó sẽ nguy nga hơn rất là nhiều. Nó tương tự như là những cái mẫu công trình mà là những cái tòa lâu đài ngày xưa vậy. Và ở đây đối với cái công trình này chúng ta sẽ sử dụng một cái sảnh chính được đầu tư và thiết kế nó sẽ tương đồng với cả cái phong cách của toàn bộ công trình luôn nhé. Về những cái hệ cột trụ hai bên này cũng sẽ có những cái chi tiết nó khá là vuông vức thôi, nhưng mà nó cũng sẽ có thêm những cái đường gờ nó chạy bao quanh cái cột trụ và nó sẽ có thêm nhiều những cái chi tiết nó đẹp hơn rất là nhiều so với một cái phong cách hiện đại bình thường chúng ta hay thiết kế. Và đặc biệt là phía bên trên cũng sẽ có thêm những cái đường vòm uốn bên trên phần mái sảnh như thế này thì nó sẽ giúp cho ngôi nhà chúng ta đảm bảo theo cái loại hình phong cách tân cổ. Và mặc dù là phía bên trên chúng ta vẫn là cái mái là bằng hệ mái Nhật, nó sẽ tương đồng với cả là phía bên trên toàn bộ công trình, nhưng mà tổng thể thì nó cũng đã kết hợp hài hòa với cả là cái phần vòm của mái rồi. Và phía bên trong cái G của cửa chính này chúng ta cũng sẽ có những cái chi tiết tân cổ, nó cũng sẽ tương đồng với cả phía bên ngoài những cái cửa sổ xung quanh công trình. Và cái điểm đặc biệt của công trình này là toàn bộ những cái hệ thống cửa sổ xung quanh nhé, dù là phía bên trên mặt trước này hay là xung quanh công trình chúng ta cũng sẽ có những cái G mang cái phong cách tân cổ, những cái chi tiết nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó sẽ thể hiện được rất rõ cái phong cách của ngôi nhà. Và đối với phần đế của công trình này chúng ta đang sử dụng cái hệ thống bậc đi lên là bậc ngũ cấp thì nó sẽ tạo ra một cái giao diện đẹp hơn rất là nhiều cho một cái công trình nhà tân cổ như thế này. Nó sẽ giúp cho công trình nhìn nó đồ sộ hơn, và đặc biệt
biệt là với một công trình nhà một tầng như thế này nhá, là cái việc mà chúng ta làm cái phần đế cao lên thì nó rất là quan trọng, bởi vì là nó sẽ giúp cho ngôi nhà nhìn nó không bị lùn, và ngoài ra nữa thì nó sẽ có một cái tỷ lệ cân đối hài hòa hơn với cả cái phần mái nhật phía bên trên. Và đối với hệ thống bậc ngũ cấp có 5 bậc như thế này thì nó sẽ biểu trưng cho hệ ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ, mỗi bậc nó sẽ biểu trưng cho một cái biểu tượng khác nhau. Và ở đây thì chúng ta sẽ có mặt bậc và cột bậc làm bằng hai cái màu sắc khác nhau để tránh cái việc là bị bức hụt hay là vấp ngã trong quá trình chúng ta di chuyển đi lại. Và ở đây đối với cái cửa chính của công trình này, chúng ta đang sử dụng cái chất liệu đó chính là làm bằng cửa thép vân gỗ. Thì cái việc lựa chọn cửa thép vân gỗ là một cái sự lựa chọn hiện tại là đang được ưa chuộng rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì là nó có thể khắc phục được hoàn toàn những cái hạn chế của cái cửa gỗ tự nhiên, như là cong vênh này hay là mối mọt, đặc biệt là những cái khu vực nào mà chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái khí hậu thời tiết ấy, thì sau một khoảng thời gian ngắn chúng ta sử dụng thôi là cửa nó bị co ngót lại vào mùa đông này hay là vào mùa hè nó bị giãn nở ra, nó khiến cho cửa nó bị cong vênh, hay là sau một vài năm sử dụng thôi là chúng ta mở ra đóng vào nó sẽ bị rất nhiều những cái tiếng ồn, mỗi khi mà đóng vào nó sẽ bị rầm rầm đó. Thì nếu như một công trình nào quý vị sử dụng cửa gỗ rồi thì quý vị cũng sẽ có thể nhận thấy được cái tình trạng này. Thêm vào đó, chúng ta sử dụng cái chất liệu làm bằng cửa thép vân gỗ ấy, thì cái giao diện của nó sẽ không khác gì so với cửa gỗ tự nhiên cả. Bởi vì hiện tại thì cái tay nghề của đội ngũ thợ làm cửa đã được nâng cao rất là tốt rồi. Khi mà chúng ta nhìn từ phía xa vào sẽ không phân định được đâu là cửa gỗ tự nhiên hay là đâu là cửa thép vân gỗ cả, mà chúng ta sẽ chỉ có thể nhận ra khi mà chúng ta đi lại gần và chúng ta sờ vào và chúng ta mở ra đóng lại thì nó sẽ có một cái trọng lượng nhẹ hơn. Khi mà chúng ta mở ra đóng vào sẽ không mất quá là nhiều công sức như là cửa gỗ tự nhiên. Và ngoài ra nữa, quý vị cũng có thể lựa chọn những cái vật liệu khác, ví dụ như là những cái cửa nhôm hệ sinh pha kết hợp với cả kính cường lực như là những cái cửa sổ xung quanh này, hay là những cái cửa thép kết hợp với cả là kính cường lực, thì sẽ có rất nhiều những cái vật liệu khác nhau trên thị trường để quý vị lựa chọn. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật trong cái bảng báo giá hay là những cái trang web của chúng tôi để quý vị có thể tìm hiểu một cách dễ dàng hơn. Và đối với công trình này, chúng ta cũng sẽ có một cái bồn hoa, bồn cây để trồng những cái hàng cây xung quanh công trình thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, nó sẽ có thêm những cái chi tiết màu xanh, nhìn công trình của chúng ta nó sẽ tự nhiên hơn. Và ngoài ra nữa thì kết hợp hài hòa với thiên nhiên thì bao giờ công trình của chúng ta nhìn nó sẽ có cái cảm giác là thoải mái hơn. Tuy nhiên thì cũng có một vài điều lưu ý cho một cái bồn hoa này, đó chính là về cái vấn đề chống thấm, là chúng ta cần quan tâm rất nhiều trong cái quá trình thi công, xem là đến cái hạng mục nào mà là chúng ta nên chống thấm, trước sau gì chúng ta cũng cần phải làm, thì chúng ta cũng có thể làm luôn từ trong cái phần kết cấu, thì lựa chọn những cái biện pháp chống thấm từ cái việc là chúng ta xây những cái kết cấu có sử dụng cái màng chống thấm này, hay là sử dụng những cái lót chống thấm, hay là pha những cái vật liệu chống thấm vào trong cái quá trình chúng ta làm kết cấu luôn. Hoặc là chúng ta cũng có thể sơn chống thấm, nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì quý vị cũng không được quên cái việc chống thấm này nhé. Bởi vì nếu như mà chúng ta không làm chống thấm thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái kết cấu của công trình, sau một khoảng thời gian chúng ta sử dụng nó sẽ bị thấm ngược vào trong cái phần chân công trình, ảnh hưởng đến kết cấu này, hay là bong chóc những cái lớp sơn phía chân công trình ra. Đó, khi đó chúng ta mới quay lại chúng ta sửa chữa thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian công sức, và lúc đó thì cái chất lượng công trình nó đã bị ảnh hưởng rồi. Thì đó là về phần ngoại thất của công trình, còn sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bản hồ sơ thiết kế nhé. Đối với bản hồ sơ thiết kế của công trình nhà Chố Văn có địa chỉ tại Nam Định này thì chúng ta sẽ bao gồm 4 cái bản vẽ chính. Thứ nhất là hồ sơ kiến trúc này, thứ hai là hồ sơ điện nước, thứ ba là hồ sơ kết cấu, và cuối cùng là về bản dự toán nữa. Thì đối với tất cả những công trình mà do Mark Home thiết kế thì sẽ đều đầy đủ những cái bản hồ sơ nó tương đương như vậy. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mục lục bản vẽ kiến trúc. Ở đây chúng ta sẽ đều đầy đủ những cái nội dung tương tự như là mặt bằng hiện trạng này, mặt bằng định vị công trình, mặt bằng bát trạch, mặt bằng bố trí nội thất, mặt bằng xây dựng áp mái, mặt bằng mái, rồi tất cả những cái chi tiết mặt đứng, mặt cắt, chi tiết vệ sinh cửa đi cửa sổ nữa, thì nó sẽ giúp cho cái quá trình chúng ta thi công nó sẽ chuẩn chỉ hơn theo đúng cái bản vẽ thiết kế. Khi mà người thợ xây người ta mở ra đọc vào trong cái bản vẽ thiết kế như thế này thì cũng sẽ dễ dàng hiểu hơn, và trong cái quá trình thi công thì chúng ta sẽ làm một cách chỉn chu hơn theo đúng như những cái chi tiết mà chúng tôi đã thực hiện trong đây. Từ những cái chi tiết cửa sổ này, cửa đi, thậm chí là những cái chi tiết phào thì nó sẽ được thể hiện rất là rõ ràng với những cái kích thước nhất định. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trang vẽ mặt bằng hiện trạng nhé. Thì đối với mặt bằng trang vẽ hiện trạng này, chúng ta sẽ xác định được cái hiện trạng của công trình xây dựng trên cái lô đất nó như thế nào. Ở đây sẽ có một cái đường phía trước này, có một cái sân khá là lớn này, và ngay bên cạnh cũng sẽ có thêm một cái ngõ nữa. Thì
ở bên trên lô đất này cũng sẽ có hai cái khu vực nhà cũ để lại và cũng như là nhà cũ mà chúng ta sẽ xác định là sẽ phá dỡ đi. Tiếp theo là về mặt bằng định vị công trình là chúng ta sẽ xác định được rằng là cái vị trí của công trình xây dựng trên cái khu vực nào của lô đất. Thì ở đây nó đã được đẩy lùi ra phía đằng sau một chút so với cái đường đi, nó sẽ tạo ra một cái lớp không gian, nó giúp cho không gian phía trước của chúng ta có thể làm những cái hệ thống bột cây này, hay là những cái hệ thống tiểu cảnh, hay là chúng ta để không là một cái khoảng sân thôi, nó đã giúp là rất đẹp cho một cái không gian sân vườn rồi. Và phía bên cạnh chúng ta cũng sẽ để lại một cái nhà cũ và ở đây chúng ta sẽ xây dựng công trình. Từ đây chúng ta sẽ xác định được cái hướng của công trình luôn nhé, dựa vào một cái hoa gió phía bên trên trang vẽ này. Từ đó chúng ta xác định các hướng còn lại, ví dụ như là ngược xuống dưới chúng ta có hướng nam này, sang phía bên tay phải là hướng đông, hay là sang phía bên tay trái là hướng tây. Từ đó chúng ta xác định hướng thông qua cái sảnh chính này. Quý vị dù có xây dựng một công trình nằm trên vị trí nào của lô đất đi chăng nữa, hay là có chiều rộng chiều sâu bao nhiêu đi chăng nữa, thì cái hướng của công trình chúng ta vẫn sẽ luôn xác định thông qua cái sảnh chính nhé. Và đối với công trình này chúng ta đang xuôi theo cái hướng, đó chính là hướng tây nam, và nó sẽ thiên về cái hướng nam là nhiều hơn. Và dựa vào mặt bằng bát trạch phong thủy của gia đình thì chúng ta sẽ dựa vào thông tin gia chủ sinh năm 1972 khảm trạch, thì chúng ta sẽ có những cái hướng tốt, ví dụ như là hướng đông nam này là sinh khí phúc lộc vẹn toàn, hướng đông là thiên đi thiên thời che chở, hướng nam là diên niên mọi sở định, và hướng bắc là phục vị được sự giúp đỡ. Từ những cái hướng tốt này chúng ta sẽ xác định được những cái hướng để đặt những cái công năng phía trong ngôi nhà, để làm sao nó sẽ xuôi theo những cái hướng tốt dành cho gia chủ. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mặt bằng thiết kế những cái nội thất công năng phía trong ngôi nhà. Thì ở đây chúng ta sẽ chỉ có một tầng thôi, thế nên là toàn bộ những cái công năng phía trong ngôi nhà chúng ta sẽ có thể nắm rõ thông qua một cái trang vẽ rồi. Và ở đây chúng ta sẽ bao gồm là một cái phòng khách có diện tích là 34m², khá là rộng lớn với một ngôi nhà một tầng, và sẽ có được bố trí một cái bộ bàn ghế sofa đặt ngay giữa không gian phòng khách luôn này. Ở phía bên trong cũng sẽ có một kệ tivi để có thể phục vụ nhu cầu theo dõi cho gia đình khi mà chúng ta ngồi tại khu vực ghế sofa này, có thể xem tivi luôn. Và cái điểm đặc biệt của công trình này là đã được liên thông giữa không gian phòng thờ tâm linh là 11,5m² với cả không gian phòng khách rồi. Và đây thì chúng ta cũng sẽ có một cái ban thờ hướng ra phía trước của ngôi nhà. Thì tôi đánh giá rằng là cái việc mà liên thông giữa cái không gian phòng khách với cả phòng thờ ấy, nó là một cái lối thiết kế rất là hay, bởi vì là nó sẽ thể hiện được cái sự lễ nghĩa của gia chủ. Ngoài ra nữa thì cái việc chúng ta kết nối hài hòa âm dương thì nó sẽ giúp cho không gian tâm linh tránh bị âm khí tích tụ nơi thờ cúng, và cái không gian phía bên ngoài chúng ta cũng sẽ cảm giác là ấm cúng hơn rất là nhiều. Phía bên trong thì chúng ta sẽ có sử dụng 3 phòng ngủ, với phòng ngủ 1 diện tích là 13,5m², phòng ngủ 2 là 15,5m² và phòng ngủ 3 là 13m², đều đầy đủ những cái nội thất để có thể sử dụng, từ một cái giường đôi này, một tủ quần áo, một bàn trang điểm làm việc và một cái đôn để đầu giường nữa. Tất cả những cái phòng ngủ này chúng ta sẽ đều đầy đủ những cái ô cửa sổ theo những cái hướng khác nhau để có thể đón nhận những cái ánh nắng tự nhiên từ phía bên ngoài. Và đối với công trình này chúng ta đang không sử dụng những cái phòng ăn hay là phòng bếp, bởi vì là chúng ta còn tận dụng cả một cái khu vực nhà cũ để lại mà chúng ta đã vừa xem qua cái mặt bằng bố trí của công trình rồi. Ở đây chúng ta cũng sẽ có phòng ngủ 2 là một cái phòng ngủ có nhà vệ sinh khép kín, có diện tích là 4,5m². Thì ở đây dù là nhà vệ sinh khép kín thôi nhưng mà đã đều được bố trí đầy đủ những cái nội thất sử dụng, từ một cái lavabo này, một cái bồn cầu và đặc biệt là một cái vòi tắm sen ở đây cũng đã được ngăn cách 10 cái vách kính cường lực. Nó sẽ giúp cho cái quá trình chúng ta sử dụng không bị bắn những cái nước ra phía bên ngoài gây trơn trượt hay là vấp ngã, hay là trong cái quá trình chúng ta tắm thì cái hơi nước nó sẽ không ảnh hưởng đến những cái mảng tường ra phía ngoài, những cái công năng của công trình. Và bên cạnh đó thì khu vực nhà vệ sinh chung cũng sẽ đều được bố trí nội thất nó tương đồng với cả là nhà vệ sinh khép kín như vậy, cũng đều sử dụng một cái diện tích là 4,5m². Và ở đây chúng ta cũng sẽ có những cái lavabo này, bồn cầu cho tới một cái vòi tắm sen. Và ngay phía sau cái hành lang này chúng ta sẽ có một cái cửa để đi ra cái đằng sau của công trình. Ở đây chúng ta hay gọi là cửa hậu, cũng là một cái điều quý vị cần phải lưu ý nhé, là cái tim của cửa hậu chúng ta sẽ luôn luôn đặt lệch với cả tim của cửa chính, tránh cái việc là chúng ta sẽ nhìn thông từ cái cửa chính ra cửa hậu thì chúng ta sẽ quan niệm rằng là nó sẽ khiến thất thoát tài sản. Khi mà toàn bộ đi vào từ cửa chính thì nó sẽ đi ra từ cửa hậu luôn. Đó, chúng ta cũng cần phải lưu ý trong cái quá trình thiết kế thi công cũng sẽ có nhiều cái vấn đề như vậy. Thì sau đây chúng ta sẽ cùng xem qua một cái bản vẽ nội thất 3D thì sẽ có thể nhận định được những cái nội thất sử dụng cho công trình, từ những cái vật liệu này hay là những cái màu sắc kích thước như thế nào. Thì ở đây cái nội thất nó sẽ được thiết kế tương đồng với cái bản vẽ thiết kế vừa rồi của chúng ta. Và toàn bộ những cái hệ thống gạch lát sàn, chúng ta đang sử dụng cái gạch đó chính là gạch ceramic với cái vân đá màu sáng như thế này, thì nó sẽ giúp cho không gian chúng ta nhìn nó sẽ mát mẻ và nó sáng sủa hơn rất là nhiều. Kết hợp với cả là những cái màu sắc
của nội thất từ bàn ghế sofa này hay là những cái hệ thống rèm, nó sẽ đồng nhất cái màu sắc như thế này, nó giúp cho công trình chúng ta nhìn sang trọng hơn. Và đặc biệt là khi mà kết hợp với cả là một cái phong cách tân cổ phía bên ngoài ấy, thì nhìn nó sẽ có một cái nét tương đồng nhất định. Ở đây thì đối với những cái hệ thống rèm của công trình chúng ta đang sử dụng khá là nhiều, bởi vì là cũng khá là nhiều những cái hệ thống ô cửa sổ xung quanh rồi, và sử dụng cái rèm hai lớp thì nó sẽ giúp thuận tiện cho cái quá trình chúng ta điều chỉnh những cái nguồn ánh sáng, nó sẽ dễ dàng hơn và nó theo đúng cái mục đích, theo đúng cái việc chúng ta sử dụng. Đối với phòng ngủ của chúng ta sẽ đều sử dụng những cái hệ thống sàn, đó chính là sàn gỗ, thì nó sẽ giúp cho mùa đông có cái cảm giác là ấm áp hơn, và vào mùa hè thì sẽ lại mát mẻ hơn rất là nhiều. Ở đây thì khu vực nhà vệ sinh chung hay là nhà vệ sinh khép kín thì với số lượng này nó đã đều đầy đủ cho cái khu vực phòng ngủ chúng ta sử dụng rồi. Với số lượng là 2 nhà vệ sinh thì chúng ta sẽ đều bố trí những cái gạch ốp men đá lên cao đến kịch trần để dễ dàng lau chùi vệ sinh trong quá trình sử dụng, hay là nó sẽ hạn chế cái việc là bị bong chóc những cái lớp sơn nếu như mà chúng ta không ốp những gạch men đá lên cao như thế này. Được rồi, cùng quay trở lại với cái bản vẽ thì sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kết cấu chiều cao của công trình. Thì ở đây chúng ta sẽ có chiều cao tổng thể là 8,1m, khá là cao so với một công trình nhà một tầng, và trong đó chúng ta sẽ đầu tư cho hệ thống bậc ngũ cấp cao 750mm. Chiều cao thông thủy của tầng 1 chúng ta sẽ có là 4,2m, khá là cao bởi vì là chúng ta có thể lắp đặt thêm những cái hệ thống trần là bằng trần thạch cao này, hay là những cái đèn chùm sẽ phù hợp hơn với cả cái phong cách nhà tân cổ như thế này. Và phía bên trên mái thôi cũng đã được đầu tư một cái chiều cao khá là lớn lên tới 3,2m cho phần mái nhật phía bên trên rồi. Ở phía bên dưới chúng tôi sẽ ghi chú những cái ngoại thất sử dụng cho công trình, những cái vật liệu sử dụng cho ngoại thất, từ những cái mái lợp theo cái màu sắc như thế nào, hay là tường ốp đá, hay là sơn màu như thế nào, thì nó sẽ đều được thiết kế đầy đủ ghi chú ở đây rồi. Tiếp theo là về mặt cắt AA và mặt cắt BB sẽ thể hiện những cái thông số của dầm sàn tường rất là chi tiết để giúp cho cái quá trình chúng ta thi công, đội ngũ thợ xây có thể xác định được những cái độ dày, độ dài của dầm sàn tường là bao nhiêu để giúp cho công trình nó chuẩn chỉ từ trong cái bản vẽ thiết kế ra phía ngoài công trình chúng ta thi công. Tiếp theo là về hạng mục điện nước của công trình thì ở đây chúng ta cũng sẽ đều đầy đủ những cái nội dung từ mặt bằng cấp điện chiếu sáng thông gió này, mặt bằng bố trí ổ cắm internet, mặt bằng cấp điện điều hòa bình nóng lạnh, hay là mặt bằng bố trí camera, những cái mặt bằng chống sét tiếp địa, cấp thoát nước, những cái chi tiết lắp đặt thiết bị nữa, nó sẽ giúp cho cái quá trình chúng ta thi công nó sẽ chuẩn chỉ hơn và sẽ dễ dàng lắp đặt những cái đường điện, đường nước hơn. Và ở đây chúng tôi sẽ có một cái bảng thống kê vật tư, vật liệu, thiết bị chính. Ở đây cũng sẽ thống kê về cái số lượng này, hay là về những cái quy cách, những cái đơn vị tính để giúp cho quý vị có thể dự toán được một cái cách chi tiết nhất, tránh cái việc là chúng ta bị mua thừa chỗ nọ thiếu chỗ kia, khi mà công trình thi công xong thì nó sẽ đội cái chi phí giá thành lên rất là nhiều. Đó thì khi mà chúng ta có được một cái bản vẽ thống kê như thế này là đã vừa đủ cho quá trình chúng ta thi công rồi, nó sẽ không bị thừa hay là thiếu, nó sẽ giúp cho có cái quá trình chúng ta thi công nó sẽ không bị đội cái chi phí lên. Tiếp theo là về hạng mục kết cấu của công trình thì ở đây chúng ta đang sử dụng cái giải pháp xử lý nền và móng, đó chính là móng băng bê tông cốt thép. Thì cái việc lựa chọn móng băng này nó đã được thông qua cái quá trình đội ngũ kỹ sư của chúng tôi về trực tiếp tại địa bàn để tham khảo cái nền điện chính, xem là lựa chọn cái giải pháp xử lý nền và móng như thế nào là nó đảm bảo cái chất lượng cho công trình, và ngoài ra nữa thì nó còn phù hợp với cả là cái nguồn kinh phí đầu tư cho gia chủ. Thì móng băng hiện tại là một trong những cái loại móng có cái chi phí đầu tư nó khá là rẻ thôi, thì đang được sử dụng trong những công trình dân dụng khá là nhiều, và ở đây sẽ đặt những cái mục độc lập hoặc là giao nhau theo những cái mối nối thành chữ thập như thế này. Cái mục đích chủ yếu của móng băng là để có thể chịu tải trọng những cái hàng rào rồi bờ tường xung quanh công trình, giúp cho công trình chúng ta nó đảm bảo chất lượng, nó vững chãi hơn trong cái quá trình chúng ta sử dụng. Đó thì quý vị có thể yên tâm về cái việc sử dụng cái chất liệu là móng băng này rồi. Và cuối cùng là về bản dự toán của công trình thì với những cái bộ công cụ chuyên nghiệp và chính xác thì chúng tôi đã bóc tách những cái hạng mục này từ những cái phần lớn nhất tới những cái phần nhỏ nhất để giúp cho cái quá trình quý vị thi công nó sẽ chuẩn chỉ hơn. À, chúng ta sẽ dễ dàng theo dõi xem là đã lựa chọn những cái vật liệu đó nó đúng theo cái bản vẽ thiết kế hay là bản dự chủ hay chưa. Và đặc biệt là chúng tôi sẽ liệt kê những cái giá thành vật liệu ở phía cột bên cạnh để quý vị có thể chủ động về cái tình hình tài chính của gia đình khi mà đầu tư cho công trình, chúng ta sẽ không lo bị phát sinh. Và chúng tôi cam kết rằng khi quý vị đã ký kết hợp đồng thi công trọn gói xong rồi là toàn bộ sẽ được thi công theo đúng cái bản vẽ dự trù như thế này. Chúng tôi cam kết là không phát sinh, không nâng giá, không thay đổi chỉnh sửa gì về cái vật liệu cả. Thế là quý
vị có thể yên tâm về cái chất lượng của công trình cũng như là về cái giá thành thi công. Đây, ở phía bên cạnh chúng tôi sẽ liệt kê rất là chi tiết cụ thể, có thêm cả những cái hình minh họa nữa để quý vị có thể dễ dàng nhận định. Quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ những thông tin về công trình của gia đình chú Văn có địa chỉ tại Nam Định. Nếu quý vị có thắc mắc cần được giải đáp hoặc là có nhu cầu thiết kế thi công chốt gói, xin mời quý vị liên hệ tới hotline của công ty. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.